Đây là những bộ truyện có nữ chính là sát thủ, còn nhiều kể không hết. 1. Long Vương truy thê. Chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Tiếp bước ta đi, biết rằng sẽ không thể trở lại. Giọt lệ tuôn rơi, nước mắt ta tương trào bờ mi. 2. Chí Tôn Đồng Thuật Sư, tuyệt thế đại tiểu thư. Hoàng thúc cùng cưng, Triều Vương Phi.